Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta có một bài tổng kết toàn bộ cái phần giới hạn của hàm số. Thầy muốn tổng kết tất cả mọi cái kỹ năng tính toán cũng như những cái khái niệm cơ bản của cái phần giới hạn hàm số. Và sau đó thì chúng ta bài học tới thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp một cái khái niệm nữa liên quan đến hàm số, đó là tính chất liên tục của hàm số. Thế thì chúng ta trong cái bài giới hạn của hàm số thì thầy có phân biệt ra cho các em hai cái loại giới hạn, đó là giới hạn hữu hạn và giới hạn ở vô cực. Và trong đó thì chúng ta có một số những cái kỹ năng để mà giải quyết cái giới hạn, để mà đi phá đi cái dạng vô định của hàm số. Thế hôm nay thì cái bữa học cuối cùng trong cái phần giới hạn hàm số, thầy muốn tổng kết lại tất cả những cái phần đó cho các em. Thế thì trước tiên là chúng ta sẽ theo dõi một cái bài tập nho nhỏ liên quan đến cái định nghĩa của giới hạn. Thế thì trước hết thầy đề nghị chúng ta như thế này: chứng minh rằng giới hạn của hàm số căn bậc 3x khi x tiến đến 8 bằng 2. Thì cái số 2 này của chúng ta nó hữu hạn, cho nên cái giới hạn này nó gọi là giới hạn hữu hạn của hàm số. Và theo định nghĩa thì chúng ta có như sau. Muốn chứng minh điều này thì trước tiên chúng ta phải lấy với mọi epsilon dương nhỏ tùy ý. Và vấn đề cái khó để chúng ta giải quyết cái bài toán này ở chỗ là chúng ta phải chọn xem thử cái delta dương bằng bao nhiêu. Dĩ nhiên delta này nó sẽ phụ thuộc vào cái epsilon, để sao cho trị tuyệt đối của x trừ x0, cụ thể x0 của chúng ta ở đây là 8, nhỏ hơn delta và dương, thì ta kéo theo được trị tuyệt đối của fx trừ nl, nl của chúng ta ở đây là 2, phải nhỏ hơn epsilon. Vậy thì bây giờ để làm sao chọn được cái delta này, đó là cái gốc của vấn đề, cái quan trọng nhất của bài toán. Thế thì chúng ta chọn cái delta như sau. Chúng ta bắt đầu đi từ cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh, đó là trị tuyệt đối của fx trừ 2. Thầy đem cái biểu thức này chúng ta tính trước. Thế thì ta có được như vậy thì ra được trị tuyệt đối fx của chúng ta là căn bậc 3 của x rồi trừ 2. Thế bây giờ thì thầy sẽ chuẩn bị nhân lượng liên hợp của cái căn bậc 3 x trừ 2 này. Như vậy thì cái lượng liên hợp của căn bậc 3 x trừ 2 nó là gì? Nó là a bình phương, tức là ở đây là căn bậc 3 x bình phương, cộng cho ab, tức là cộng cho 2 lần căn bậc 3 của x, cộng cho b bình phương, tức là cộng cho 2 bình là 4. Vậy thì trên tử chúng ta còn lại a lũy thừa 3, tức là x, trừ b lũy thừa 3, 2 bình phương, 2 lũy thừa 3 là 8. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta đã dần xuất hiện được cái giả thiết của chúng ta, đó là trị tuyệt đối của x trừ 8 bé hơn delta. Đây, có x trừ 8 bé hơn delta. Như vậy thì thầy sẽ giữ lại cái trị tuyệt đối x trừ 8 ở trên tử trước. Và đến lúc này thì chúng ta cố gắng ước lượng cái mẫu số. Thế thì ở đây mẫu số thì chúng ta thấy như thế này, do x của chúng ta tiến đến 8. Do vậy mà x của chúng ta đương nhiên nó nằm, ta chỉ xét nó ở trong lân cận của số 8 thôi. Do vậy mà x của chúng ta được xem như là một số dương. Số dương thì rõ ràng là mẫu số của chúng ta dương. Dương thì trị tuyệt đối bằng chính nó. Do vậy mà mẫu số thì không cần để trị tuyệt đối nữa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta ước lượng cái mẫu số làm sao để nó không còn chữ x nữa, để nó giữ lại cái trị tuyệt đối x trừ 8, để nó phù hợp với cái giả thiết bé hơn delta của chúng ta. Thế thì bây giờ thì chúng ta để ý thấy chỗ này. Chúng ta thấy căn bậc 3 của x lũy thừa 2 cộng cho 2 lần căn bậc 3 của x nó gần giống hàng đẳng thức. Nó sẽ là bình phương của số căn bậc 3 của x cộng 1. Như vậy nếu ta khai triển ra thì chúng ta được căn bậc 3 của x bình phương cộng cho 2ab, tức là 2 lần căn bậc 3 của x, cộng b bình phương, nghĩa là cộng 1. Ở đây số 4. Như vậy ở đây chỉ cần cộng cho 3 nữa thì ra được cái mẫu số của chúng ta. Thế bây giờ hãy coi thầy ước lượng một chút. Cái trị tuyệt đối của x trừ 8 này thầy viết lại ở trên tử. Và ở dưới mẫu thì thầy bỏ luôn cái căn bậc 3 của x cộng 1, tất cả bình, thầy giữ lại số 3. Như vậy thì ta thấy rằng cái mẫu số của phân số trên rõ ràng lớn hơn hay bằng số 3.
Do vậy mà nghịch đảo lên thì ta ra được cái dây là dấu bận đẳng thức nhỏ hơn. Đấy. Đúng chưa nào? Rồi như vậy thì thật sự đã nhỏ hơn những chả bằng, bởi vì lúc đó ta xét x trong một cái lân cận của số 8. Chứ x không thể bằng trừ 1. Để cho cái x căn bậc 3 của x cộng 1 nó không có bằng 0 được. Cho nó nhỏ hơn hẳn cũng được. Không có thì cẩn thận thì cho nhỏ hơn hay bằng cũng không sao. À như vậy thì đến đây chúng ta thấy nó khá đẹp, nó phù hợp với cái giả thiết trị tuyệt đối của x trừ 8 nhỏ hơn delta. Và đến đây thì ta lặp lại cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh, đó là trị tuyệt đối của fx trừ 2 nhỏ hơn epsilon. Ở đây thầy cho nó nhỏ hơn epsilon theo đúng cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Như vậy thì ta có được ngay trị tuyệt đối của x trừ 8 nhân 3 lên bất đẳng thức không đổi chiều, thì ta có được nhỏ hơn 3 epsilon. Như vậy thì nếu như chúng ta chọn cái delta của chúng ta đây nó bằng đúng 3 epsilon, thì từ trị tuyệt đối của x trừ 8 nhỏ hơn 3 epsilon ta suy ngược trở lại được trị tuyệt đối của fx trừ 2 bé hơn epsilon là điều phải chứng minh. Do vậy mà cái dấu chấm hỏi này chúng ta sẽ chọn đó là 3 epsilon, thì ta có được cái điều mà chúng ta phải chứng minh ở đây. Như vậy thì xin nhắc lại cho các em cái ví dụ số 1 thầy vừa mới chấm dứt cho các em đây. Thì cái việc mà chứng minh lim của fx khi x dần đến x0 bằng n, thì cái định nghĩa của chúng ta dùng định nghĩa để chứng minh bằng cách là chúng ta lấy với mọi epsilon dương tùy ý. Cái khó của chúng ta là đi chọn cái delta dương cho nó phù hợp, dĩ nhiên delta đó nó phải phù hợp với cái epsilon đó. Để khi x của chúng ta lọt vào cái lân cận của x0 thì lúc đó ta dẫn đến được cái trị tuyệt đối fx trừ n là phải bé epsilon. Thế bây giờ thì ta xem tiếp ví dụ số 2. Thầy đề nghị chúng ta chứng minh lim của a mũ x khi x tiến tới cộng vô cực bằng cộng vô cực với giả thiết cho a của chúng ta lớn hơn 1. Thế thì ở đây cái giá trị giới hạn của chúng ta là cộng vô cực. Thì cái giới hạn này chúng ta gọi đó là giới hạn vô cực. Thì có khả năng là x không cần nhất thiết phải tiến đến cộng vô cực đâu, có thể x tiến đến một cái số nào đó mà cái giá trị giới hạn của nó ra vô cực, thì lúc đó chúng ta cũng gọi là cái khái niệm giới hạn là vô cực. Thế thì để chứng minh cái này thì chúng ta quay trở lại cái định nghĩa của chúng ta. Thế thì vừa rồi chúng ta gọi cái epsilon dương, thế bây giờ khi mà giới hạn ở vô cực thì người ta lại có thói quen sử dụng chữ a lớn, và thầy cũng cho a là một số dương tùy ý. Và vấn đề cái khó của chúng ta là đi chọn, vừa rồi là delta thì bây giờ thầy lại thích có thói quen chọn là một cái chữ b. Ta chọn b như thế nào đó để sao cho các em cứ nhìn ở đây thì các em thấy khi x tiến tới cộng vô cực tức là x lớn đó, tức có nghĩa là x lớn hơn b đó, và cái giá trị của hàm số của chúng ta nó tiến ra cộng vô cực, có nghĩa là khi đó ta kéo theo được fx của chúng ta lớn hơn hẳn cái số a dương tùy ý này. Và vẫn vậy, cái khó nhất của chúng ta nó nằm ở chỗ chọn b là a. Thì muốn vậy chúng ta sẽ xuất phát từ cái điều mà chúng ta muốn chứng minh, đó là fx lớn hơn a. Thầy bắt đầu từ fx lớn hơn a. Thế thì điều này tương đương với fx giả thiết cho là a mũ x lớn hơn a. Thế bây giờ chúng ta lấy muốn các em nhìn cái giả thiết là x phải lớn hơn b, x lớn hơn b. Như vậy thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có cái nhu cầu rút cái x này ra. Mà rút x này ra thì chúng ta phải lấy log cơ số a nhỏ của hai vế. Mà ở đây giả thiết cho chúng ta a của chúng ta lớn hơn 1, do vậy khi ta lấy log cơ số a thì khi đó bất đẳng thức của chúng ta không đổi chiều. Do vậy mà điều này tương đương với lấy log cơ số a ở vế trái ta được là x. Và do a lớn hơn 1, do vậy chiều của bất đẳng thức không đổi. Và ở đây a lớn thì đương nhiên dương, cho nên cái log của nó luôn tồn tại, tức là lớn hơn log cơ số a nhỏ của a lớn. Như vậy thì x lớn hơn b ở đây nó phù hợp với x lớn hơn log cơ số a của a, thì ta suy ngược trở lại được fx lớn hơn a. Do vậy mà cái b này ta chỉ cần chọn nó là gì? Log cơ số a nhỏ của a lớn. Thì khi đó ta có được cái điều mà chúng ta phải chứng minh. Vậy thì thầy chấm dứt cho các em ví dụ số 2, và qua hai cái ví dụ 1 và 2 thầy muốn gửi đến các em hai cái định nghĩa
liên quan đến giới hạn, hai cái cách chứng minh, một cái cách tức là dùng cái khái niệm epsilon delta để mà chúng ta chứng minh cái giới hạn, và giới hạn ở vô cực, thì cái cách nghĩ của chúng ta giống như là cái cách nghĩ của cái giới hạn hữu hạn, nhưng mà nó chỉ khác nhau một chút về mặt ký hiệu thôi. Đấy, chẳng hạn như ở trên kia thì với mọi epsilon dương so với cái hữu hạn thì cái vô hạn nó là ta dùng với mọi a lớn hơn không, vân vân. Thì chúng ta xem lại cái định nghĩa, để nhiều khi đó trong một cái tình huống bài tập nào đó người ta đề nghị chúng ta phải giải quyết cái bài giới hạn thông qua cái định nghĩa. Và sắp tới đây thì qua cái chương khác thì có những cái định lý, có những phần lý thuyết mà buộc chúng ta phải sử dụng cái định nghĩa của giới hạn thì ta mới giải quyết được cái bài toán của chúng ta. Cho nên là thầy cũng muốn nhắc lại cho các em hai cái định nghĩa về giới hạn. Thế thì ví dụ thứ ba trở đi thì thầy muốn ôn lại một chút về những cái kỹ năng tính toán cho các em. Thế thì bây giờ ta xem tiếp cái ví dụ số 3. Thầy đề nghị chúng ta đi tìm lim khi x tiến ra cộng vô cực của x trừ cho căn của x bình phương trừ 1 tất cả lũy thừa n cộng cho x cộng cho căn x bình phương trừ 1 tất cả lũy thừa n chia cho x lũy thừa n. Thế thì giới hạn này chúng ta sẽ tính như thế nào? Thế thì chúng ta sẽ tách nó ra làm hai cái giới hạn rất cơ bản sau đây. Nó sẽ bằng lim khi x dần ra cộng vô cực. Trước hết thì muốn tách cái chỗ này ra thành một giới hạn thì ta được ở trên tử là x trừ căn chia cho mẫu số là x và lũy thừa n thì thầy mang ra ngoài. Và một cái giới hạn thứ hai mà chúng ta cần tách đó là cái chỗ này thì ta ra được lim khi x tiến tới cộng vô cực lũy thừa n cũng vậy mang ra. Như vậy thì trên tử của chúng ta còn lại x cộng căn và giữ mẫu của chúng ta là x thôi, lũy thừa n là chúng ta đã đẩy ra ngoài rồi. Thế bây giờ hai cái giới hạn này thì chúng ta xem theo dõi một tí. Khi x tiến tới cộng vô cực thì các em để ý trên tử của chúng ta có dạng vô định trước thôi, vô cực trừ cho vô cực, và thì thầy sẽ phá cái dạng vô định vô cực trừ vô cực đó trước bằng cái cách mà chúng ta nhân lượng liên hợp. Như vậy thì cái giới hạn đầu chúng ta phá cái dạng vô định đi bằng cách chúng ta nhân lượng liên hợp như sau. Vậy thì lũy thừa n ở đây chúng ta viết lại, ở dưới mẫu của chúng ta là x chúng ta cũng viết lại. Vậy thì lượng liên hợp của x trừ căn là gì? Là x cộng căn. Ta nhân tử vào mẫu cho x cộng căn, thầy nhân mẫu trước. Đó là x cộng cho căn của x bình phương trừ 1. Và trên tử của chúng ta còn lại a bình phương trừ b bình phương, tức là x bình phương trừ cho x bình phương cộng 1, đơn giản cho x bình phương hết. Trên tử chúng ta còn lại 1 thôi. Thế còn giới hạn thứ hai thì chúng ta lại nhìn nó ở khía cạnh khác, chúng ta lại không nhân lượng liên hợp. Bởi lẽ khi x tiến đến cộng vô cực thì trên tử là được cộng vô cực cộng cho cộng vô cực, do vậy trên tử tiến về cộng vô cực. Và ở dưới mẫu cũng tiến về cộng vô cực. Do đó có dạng vô định vô cực chia vô cực. Và để phá cái dạng vô định này thì chúng ta ở trên tử đặt cái bậc cao nhất ra ngoài làm thừa số chung, và ở dưới mẫu cũng đặt bậc cao nhất của mẫu ra ngoài làm thừa số chung, và khi đó ta sẽ khử được cái dạng vô định. Nhưng mà ở đây thì thầy lại muốn làm thêm một cái kiểu khác nó gọn hơn cho các em. Thầy viết lại lim khi x tiến đến cộng vô cực, và bây giờ thì lũy thừa n cũng viết lại ở đây, và ta chia xuống vào cái chữ x này này, các em phải tách nó ra, x này chia cho x này thì còn lại là 1, khỏi mất công phải đặt nhân tử chung chi. Và cộng tiếp cho. Còn cái x này thì bây giờ thầy đem nó vào căn luôn. Thế thì khi x tiến đến cộng vô cực thì đương nhiên x của chúng ta là nó quá dương rồi. Như vậy thì ta đưa nó cái căn x này vào căn thì ta được là x bình phương chia cho x còn lại 1. Như vậy trong căn của chúng ta chỗ này còn lại 1. Còn ở đây còn là trừ 1 chia x bình phương. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy nó hết còn dạng vô định rồi. Chúng ta xem nhé. Như vậy thì cái giới hạn đầu tiên của chúng ta ngó chỗ này. Khi x tiến tới cộng vô cực thì chữ x này tiến đến cộng vô cực, x này cũng tiến đến cộng vô cực, cái căn này cũng tiến tới cộng vô cực trong cái ngoặc tròn. Thì các em quan sát thấy cộng vô cực cộng cho cộng vô cực được cộng vô cực. Thế rồi cộng vô cực nhân cho cái cộng vô cực ở cái x này nữa cũng được cộng vô cực. Do vậy mà mẫu số của chúng ta tiến về cộng vô cực,
mà một chia cộng vô cực thì rõ ràng bằng không. Nói một cách dễ hiểu, một chia cộng vô cực bằng không, và zero lý thừa n thì cũng bằng không. Như vậy ở đây nó bằng không. Còn cái giới hạn thứ hai thì chúng ta thấy chỗ này của chúng ta, khi x tiến đến cộng vô cực thì một chia x bình phương tiến về không. Như vậy trong này còn lại căn của một bằng một, cộng cho một ở ngoài nữa là hai lũy thừa n, và không cộng cho hai lũy thừa n thì ta biết nó bằng hai lũy thừa n, thấy không nào? À, như vậy thì ví dụ số 3 chúng ta cũng giải quyết xong, và thầy cũng muốn nhắc lại cho các em một số những cái kỹ thuật để phá những cái dạng vô định cơ bản, vô cực chia vô cực hoặc là vô cực trừ vô cực, thì cái cách giải quyết của chúng ta nó như thế nào. Chúng ta sang tiếp một ví dụ nữa, ví dụ thứ tư. Thầy đề nghị đi tìm cái giới hạn khi x tiến đến cộng vô cực của log Neper x bình phương trừ x cộng 1 chia cho log Neper của x lũy thừa 10 trừ x cộng 1. Thế bây giờ ta giải quyết cái giới hạn này như sau. Khi x tiến đến cộng vô cực thì dĩ nhiên dễ thấy có dạng vô định là vô cực chia vô cực rồi nhé. Thế bây giờ chúng ta quan sát cái cách giải quyết nó như thế này. Thầy viết lại lim khi x tiến đến cộng vô cực. Thế bây giờ trên tử số thì thầy lấy x bình phương ra ngoài làm thừa số chung. Log đương nhiên chúng ta viết lại không có đụng gì đến cái log Neper hết. Như vậy chỗ này của chúng ta còn lại một, chỗ này còn lại trừ một chia x, chỗ này các em còn lại cộng cho một chia x bình phương. Một cách tương tự như vậy, log Neper ta đặt x bình phương ra ngoài làm thừa số chung, thì ở đây chúng ta còn lại một, chỗ này còn lại là trừ 1 chia x lũy thừa 9, chỗ này còn lại là cộng cho 1 chia x lũy thừa 10. Thế rồi chúng ta lại tiếp tục tách cái tử số của chúng ta ra như sau. Lim khi x tiến đến cộng vô cực viết lại, thầy tách nó ra như thế này nè, dấu nhân là các em tách nó ra thành dấu cộng. Vậy thì lúc này cái chỗ x bình phương này chúng ta đẩy số 2 ra, thì ở đây được là hai log Neper lẽ ra phải có trị tuyệt đối của x, nhưng do x tiến đến cộng vô cực do vậy mà trị tuyệt đối của x bằng x, thầy bỏ được cái trị tuyệt đối nhờ x dần về cộng vô cực. Thế ở đây dấu nhân vừa rồi thầy có nói nó đổi thành dấu cộng, còn lại ở đây của chúng ta là log Neper của 1 trừ 1 trên x cộng 1 trị bình phương, viết lại chỗ này. Một cách tương tự cho mẫu số, thầy muốn phá cái x lũy thừa 10 này. 10 ta đưa ra khỏi log thì ta được là 10 log Neper trị tuyệt đối của x, nhưng vì x tiến đến cộng vô cực dương do vậy mà trị tuyệt đối x bằng chính nó. Rồi nhân ta đổi thành cộng. Log Neper của 1 trừ cho 1 chia x lũy thừa 9 cộng cho 1 chia x lũy thừa 10, viết lại ở dưới. Thế rồi bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng cùng với thầy chỗ này. Thế chúng ta thấy như chỗ này là các em. Khi x tiến đến cộng vô cực thì 1 trừ 1 trên x cộng 1 trên x bình phương là tiến về 1. Mà log Neper của 1 thì ta biết nó bằng 0. Như vậy tóm lại cái log này dần về 0. Dần về 0 có nghĩa là nó là một vô cùng bé. Mà vô cùng bé bé lắm. Chúng ta có quyền bỏ nó đi. Chúng ta tưởng tượng trong đầu chúng ta bỏ nó đi được. Một cách tương tự cho cái log ở dưới mẫu. Khi x tiến đến cộng vô cực thì trong cái ngoặc nó tiến đến 1, log Neper của 1 bằng 0. Do vậy cái log ở dưới mẫu cũng dần về 0, nó là cái vô cùng bé. Và hãy tưởng tượng trong đầu rằng chúng ta có quyền bỏ hai cái log trên và dưới đi. Mà khi ta đã bỏ đi được rồi thì rõ ràng cái log x này ta đơn giản được. Mà nó chính là cái nguyên nhân gây ra cái dạng vô định. Thế thì bây giờ giới hạn nó chỉ còn lại ai thôi? 2 phần 10. Đơn giản bớt cho 2 còn lại 1 phần 5, và giá trị của chúng ta là 1 phần 5. À, vậy thì cái ví dụ số 4 thầy cũng vừa mới giải quyết cho các em xong. Và chúng ta thấy rằng cái cách nghĩ của cái ví dụ 4 khá hay, ở chỗ là chúng ta bỏ luôn cái phần mà giới hạn nó tiến về cái hàm số, cái giới hạn nó tiến về không, ta bỏ đi luôn. Rồi sau đó ta đơn giản được cho cái lượng nó gây ra cái dạng vô định, đó là cái log x. Các em thấy ha.
Rồi bây giờ thì ta sang tiếp đến ví dụ số 5. Đó là thầy đề nghị đi tìm lim khi x tiến đến 0 của log Neper A cộng x cộng cho log Neper của A trừ x trừ 2 lần log Neper của A tất cả chia cho x bình phương. Dĩ nhiên giả thiết cho A dương. Rồi bây giờ thì chúng ta theo dõi chút chỗ này. Rõ ràng để giải quyết cái bài này thì chúng ta phải thấy làm gọn cái log ở trên tử số lại. Một cái tử số ba cái log quá dài. Chúng ta làm gọn cái log của trên tử bằng cách như sau. Thầy viết lại khi lim khi x dần đến 0. Thế bây giờ để làm gọn lại thì log cộng log thì ta biết nó thành dấu nhân rồi. Đấy, còn lại cái chỗ mà hai log Neper của A thì ta đổi nó số 2 lên thì ta có được log Neper của A bình phương. Như vậy thì chỗ này được là log A cộng x cộng cho log A trừ x thì cộng vừa rồi thầy nói rồi. Nó trở thành nhân. Tức là A cộng x nhân cho A trừ x hàng đẳng thức được A bình phương trừ x bình phương. Còn dấu trừ log thì thành chia. Chia cho A bình phương ở đây. Rồi giữ mẫu của chúng ta là x bình phương, chúng ta viết lại ở đây. Rồi ta lại tiếp tục như vậy thì tương đối cái log và trên tử nó đã khá gọn, nó khá đẹp. Thế bây giờ thì chúng ta lại thấy còn một cái chuyện nữa, nếu mà chúng ta học kỹ lý thuyết một tí thì chúng ta có một cái giới hạn quen thuộc là log của 1 cộng x chia cho x khi dần về 0 nó bằng 1 đó. Cho nên là đây nó gợi ý có a bình phương tử vào mẫu ta tách hẳn nó ra để nó có chuẩn bị nó rơi một cái dạng đó để chúng ta dùng cái định lý đó. Thế ta viết lại lim khi x dần đến 0 nhé. Còn cái x bình phương thầy lôi ra ngoài chỗ này thầy viết cho nó nhìn cho đỡ rối nhé. Vậy thì trong này chúng ta còn lại log Neper A bình phương chia A bình phương vừa rồi thầy bảo rồi. Ta tách cái này ra nó thành một để nó xuất hiện số 1 để hy vọng chúng ta sử dụng được cái định lý mà vừa rồi thầy mới có dịp thầy nhắc. Còn lại chỗ này là trừ x bình phương chia cho A bình phương. Thế thì bây giờ làm sao để biến đổi cái chỗ này? Thầy muốn nhắc lại cho nghe cái giới hạn mà vừa rồi thầy mới nói bằng miệng thôi, bây giờ thầy nói lại cho nghe. Đó là chúng ta có được cái lim khi x tiến đến 0 của log Neper 1 cộng x tất cả chia cho x của chúng ta. Giới hạn này nó bằng 1. Thầy muốn sử dụng cái giới hạn này để thầy làm. Thế thì bây giờ ở đây số 1 chúng ta thấy có đây rồi này. Thế thì cái chữ x này đóng vai trò nó là trừ x bình phương chia a bình phương. Khi x tiến đến 0 thì rõ ràng trừ x bình phương chia a bình phương cũng dần đến 0, nó đóng vai trò là ux trong cái lý thuyết của bài học trước. Như vậy thì trên tử của chúng ta là tương đối nó khớp với lại cái giới hạn của chúng ta. Và dưới mẫu của chúng ta là x, tức là dưới mẫu của chúng ta làm sao để có được cái trừ x bình phương chia cho a bình phương. Và muốn có thì chúng ta thêm vào thôi. Cho nên vào đây chúng ta sẽ biến đổi như sau: lim khi x tiến đến 0 một chữ x bình phương, là thầy viết là muốn có được cái mẫu đó, tức là thầy muốn nói lại chỗ này một tí cho nó rõ. Chúng ta có được cái ux là trừ x bình phương chia a bình phương, vậy thì dưới mẫu cũng phải có ux, tức là phải có cái nghịch đảo của cái trừ x bình phương chia a bình phương, tức là phải có trừ a bình phương chia x bình. Chúng ta phải có cái này, mà đây x bình phương thì đã có sẵn ở đây rồi, như vậy thì nó chỉ còn thiếu có cái trừ a bình phương thôi, chứ không phải x bình phương thì nó có sẵn ở trong cái giả thiết của chúng ta rồi. Mà thiếu cái trừ a bình phương thì muốn bớt đi bằng cách chúng ta chia chứ. Trừ 1 trên a bình phương. Vậy thì ở đây nó còn lại là log Neper của 1 trừ x bình phương chia a bình phương. Và rõ ràng cái chỗ này nè. Trừ a bình phương chia x bình phương nhân cho log Neper của 1 trừ cho x bình phương chia a bình phương. Cái giới hạn này của chúng ta nó phù hợp với cái lim ở dưới. Nó chính là bằng 1. Như vậy thì cái giới hạn của chúng ta nó còn lại là trừ 1 chia a bình. Đó là một cái cách nhìn. Còn một cái cách khác thầy muốn nhân tiện đây, đây là một cái tiết ôn tập. Cho nên thầy muốn lại thêm một cái cách khác để chúng ta nhìn. Ví dụ bây giờ thầy không thích xài cái lim của log đó nữa, mà chúng ta lại có tiếp một cái giới hạn này nữa này. Đó là lim khi x tiến đến 0 của 1 cộng x tất cả lũy thừa 1 chia cho x nó dần đến ơ. Nếu mà chúng ta lại nhìn nó ở cái giới hạn này thì chúng ta thấy như sau này:
cái chỗ trừ a bình phương chế bình phương này thầy có quyền đưa vào lốc thì nó trở thành cái bình phương ở trên này. Và thầy xóa cho này đi nhé, thầy xóa này đi nhé, này thầy đưa nó vào đây nhé, thầy đưa nó lên đây, đúng chưa? Rồi như vậy thì chúng ta lại thấy chỗ này, ngay chỗ này có phải giống cái giới hạn 1 cộng ux chia 1 chia ux bằng ơ khi x tiến đến x0 với điều kiện ux tiến đến không? Ux của chúng ta đóng vai trò là trừ a bình phương chia x bình phương. Khi x tiến đến không, rõ ràng cái ux này của chúng ta tiến về không. Như vậy thì cái chỗ này của chúng ta tiến về ơ. Mà tiến về ơ thì log neighbor của ơ bằng 1. Như vậy giới hạn của chúng ta vẫn tiếp tục bằng trừ 1 chia a bình. À, như vậy thì giới hạn của chúng ta chỗ này ra được là trừ 1 chia a bình phương. À, như vậy thì cái ví dụ số 5 thầy cũng muốn nhắc lại cho các em hai cái giới hạn khá quen, một cái giới hạn và liên quan đến log neighbor và một cái giới hạn liên quan đến cái số ơ ở trong cái logarit neighbor. Hai cái giới hạn đó nhiều người chúng ta thấy cái log mà nó xuất hiện cái số 1 trong biểu thức trong log thì nó gợi ý chúng ta sử dụng cái lim của log neighbor 1 cộng x chia x khi x tiến đến không bằng 1. Hoặc là chúng ta thấy nó có cái dạng là 1 cộng cho x tất cả mũ 1 chia x khi x dần đến 0 thì nó cũng gợi ý chúng ta cái giới hạn nó bằng ơ. Chúng ta có hai cái hướng để chúng ta biến đổi ở cái ví dụ vừa qua. Bây giờ thì chúng ta xem tiếp một ví dụ nữa, ví dụ thứ 6. Thầy cho giới hạn của lim khi x tiến đến cộng vô cực của sin 1 chia x cộng cho cos của 1 chia x tất cả mũ x. Thế thì khi x tiến ra vô cực thì 1 chia x tiến về 0. Sin 0 bằng 0. Và 1 trên x cũng tiến về 0 thì cos 0 bằng 1. Như vậy trong cái ngoặc này của chúng ta dần về 1 khi x tiến ra cộng vô cực. Và dĩ nhiên đây là cộng vô cực, x tiến đến cộng vô cực. Như vậy thì giới hạn này của chúng ta có cái dạng mà khá thi cử hay gặp đó. Đây là cái giới hạn dạng 1 lũy thừa vô cực. Thế bây giờ thì thầy nhắc lại cho cái kỹ thuật đi tìm, đi phá cái dạng lũy thừa 1, lũy thừa vô cực như thế nào. Thầy nhắc thật nhanh lý thuyết thôi, chứ còn cái tại sao được như vậy thì chúng ta có thể theo dõi lại những cái bài trước đó một tí. Thế thì để mà giải quyết cái giới hạn ở cái dạng vô định một lũy thừa vô cực này thì chúng ta sẽ giải quyết như sau. Thầy lấy ví dụ lim khi x tiến đến x0 của fx tất cả mũ gx, trong đó f của chúng ta tiến về 1 khi x tiến đến x0 và gx của chúng ta tiến về vô cực khi x dần về x0. Thì cái giới hạn dạng một lũy thừa vô cực này, các em nhớ luôn, nó sẽ là ơ lũy thừa lim khi x tiến đến x0 của một cái biểu thức rất đẹp, đó là fx trừ 1 nhân cho gx. Xin lưu ý đây là dấu nhân cho gx chứ không phải là mũ gx. À, như vậy thì để giải quyết cái dạng vô định một lũy thừa vô cực này, các em chỉ cần đi tìm lim của f trừ 1 nhân g khi x dần đến x0. Giải quyết được cái giới hạn này thì ta đem ơ mũ giới hạn đó thì ta có được cái phá được cái dạng vô định một lũy thừa vô cực. Thì bây giờ thì chúng ta quay trở lại cái ví dụ số 6 một tí nha. À, như vậy thì nhớ thầy sẽ chuẩn bị đi tìm cái lim của f trừ 1 nhân g khi x dần đến x0. À, cụ thể ở đây như sau. Chúng ta có lim khi x dần đến cộng vô cực của fx trừ 1 nhân cho gx. Ở đây thì f của chúng ta là sin của 1 chia x cộng cos 1 trên x đấy. Do vậy nó bằng lim khi x tiến đến cộng vô cực f trừ 1 là sin 1 chia x cộng cos 1 trên x trừ 1. Còn gx của chúng ta là chữ x ở đây. Thầy viết chữ x ở đây. À, vậy thì bây giờ làm sao để đi tìm cái giới hạn này? Thì cũng không khó lắm đâu. À, chúng ta theo dõi một tí chỗ này. À, thầy làm một cái mệnh đề tương đương một chút. Cái đại lượng tương đương. Thế thì bây giờ thầy khi x mà dần đến cộng vô cực thì chúng ta thấy được cái điều sau đây.
sin của 1 chia x cộng cho cốt của 1 chia x. Các em thấy như thế này, nó sẽ tương đương với cái đại lượng sau đây. Khi x tiến đến cộng vô cực thì 1 chia x dần về 0. Do vậy mà cốt của 1 trên x nó sẽ dần về số 1. Thế còn 1 sin của 1 chia 1 trên x, 1 sin ux, sin ux sẽ tương đương với ux với điều kiện ux dần về 0. Ở đây ux của chúng ta đóng vai trò là 1 trên x. Rõ ràng 1 trên x dần về 0 khi x của chúng ta tiến ra cộng vô cực. Do vậy mà 1 chia sin của 1 chia x nó sẽ tương đương với cái đại lượng 1 trên x thôi. Và đương nhiên ở đây là dấu cộng. À, do đó mà ở đây chúng ta thay thế cái sin 1 chia x cộng cốt 1 trên x bằng cái đại lượng tương đương 1 trên x cộng 1. Và lúc đó thì giới hạn của chúng ta quả thực là dễ. À, như vậy thì nó bằng lim khi x dần đến cộng vô cực. Vậy thì cả cái biểu thức bên trong này trừ 1 cộng cho 1 ở đây hết. Do vậy nó chỉ còn chỗ này là 1 trên x của chúng ta. Còn ở đây chữ x này thầy viết lại. Và lúc này thì giới hạn này quá dễ, x đơn giản đi, còn lại là 1 thôi. Vậy thì cái giới hạn f trừ 1 nhân g khi x dần đến cộng vô cực bằng 1, thì khi đó a của chúng ta sẽ lấy ơ mũ giới hạn đó, tức là ơ lũy thừa 1. Ơ lũy thừa 1 bằng ơ, như vậy thì a của chúng ta bằng ơ. Đây là cái kết quả của cái ví dụ số 6. À, như vậy thì ví dụ 6 thầy muốn nhắc lại cho các em hai kiến thức khá thường gặp trong chương trình toán cao cấp. Đó là chúng ta phá cái dạng vô định một lũy thừa vô cực bằng cách chúng ta giải quyết cái giới hạn f trừ 1 nhân g khi x dần đến x0, rồi lấy ơ mũ đó lên. Đó là cái điều thầy muốn nhắc thứ nhất. Điều nhắc thứ hai nữa là trong quá trình tính giới hạn, chúng ta hoàn toàn có thể thay các cái đại lượng tương đương nó vào với nhau. Đại lượng tương đương nó là cái gì? Tức là nếu mà lim của f chia g khi x dần đến x0 mà nó bằng 1, thì khi đó ta nói f và g là hai đại lượng tương đương với nhau. Và khi đó ta có cái định lý là nếu mà f tương đương với f1, g tương đương với g1, thì lim của f nhân g khi x tiến đến x0 bằng lim của f1 nhân g1 khi x dần đến x0. Tất cả những cái phần, cái cách thức thay cái đại lượng tương đương vào trong giới hạn, trong cái định lý, nó chỉ đúng với dấu nhân và dấu chia thôi mà hôm nọ thì có nói cho các em đó. Nhưng mà đây cái bài vừa rồi thì chúng ta thấy do cái cốt của 1 trên x nó dần đến 1, cho nên ta thay được luôn cái đại lượng sin của 1 trên x tương đương với 1 trên x khi x tiến đến cộng vô cực. À, giờ chúng ta xem tiếp một cái ví dụ số 7, nó liên quan đến một cái dãy số và chúng ta sẽ giải quyết cái dãy số đó như thế nào. Thầy đề nghị chúng ta đi tìm lim khi n tiến đến cộng vô cực của 1 cộng x nhân cho 1 cộng x bình phương nhân cho 1 cộng x lũy thừa 4 nhân miết nhân tiếp đến 1 cộng x lũy thừa 2 mũ n. Các em coi chừng ở đây không phải là 2n mà là 2 lũy thừa n với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy, quan sát cho thầy cái biểu thức này: 1 cộng x nhân 1 cộng x bình nhân 1 cộng x lũy thừa 4 nhân vân vân cho đến 1 cộng x mũ 2 lũy thừa n. Làm sao để cho cái biểu thức này của chúng ta nó gọn lại? Thế thì quan sát trên cái mũ, ở trên cái quy luật mũ thì chúng ta thấy này, 2 lũy thừa n là, tức là đây là 1 thì đây là 2, 2 đây phải là 4, 4 lũy thừa 2 nó trở thành 16, 16 vân vân. Nó cứ thế nó lên nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử coi làm cách nào. Thế thì thường cái loại toán này là chúng ta sẽ, cái cách nghĩ của chúng ta đó là chúng ta sẽ nhân tử vào mẫu cho một cái biểu thức nào đó, để thông qua cái biểu thức đó nó làm cho cái biểu thức cần tính giới hạn của chúng ta nó gọn lại. Thế thì chúng ta quan sát trở lại cái ví dụ của chúng ta.
Thế thì nó gợi ý cho chúng ta khá nhiều ở cái hàng đẳng thức A cộng B nhân A trừ B. Thì ra được A bình phương trừ B bình phương. Như vậy thì gợi ý cho chúng ta giải quyết cái bài toán này như sau. Thành ra sẽ nhân tử vào mẫu cho 1 trừ x để cùng với 1 cộng x này nó tạo ra được cái hàng đẳng thức 1 trừ x bình phương. Dĩ nhiên nhân tử cho 1 trừ x thì phải có mẫu cũng là 1 trừ x. Và ở đây hoàn toàn nhân được lý do trị tuyệt đối của x bé hơn 1 cho nên x không bằng 1 được. Ta nhân một cách rất hợp lệ. Đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái tử số của chúng ta khá đẹp. Đấy, có được hai hàng đẳng thức 1 trừ x nhân 1 cộng x chúng ta biết bằng 1 trừ x bình phương. Như vậy chỗ này của chúng ta được là 1 trừ x bình phương nhé. Thế còn cả cái dãy đằng sau này là thôi thì chúng ta chép lại ở dưới. 1 cộng x bình phương nhân 1 cộng y thứ 4 vân vân. Viết lại. Mẫu số không có đụng gì đến nó hết, chúng ta cũng viết lại. Thế rồi bây giờ chúng ta lại thấy tiếp tục nó xuất hiện cái hàng đẳng thức nữa. Đó là 1 trừ x bình phương nhân cho 1 cộng x bình phương. Vậy thì lúc này chúng ta thấy cái hàng đẳng thức đó của chúng ta là 1 trừ x lũy thứ 4. Thế còn ở đây 1 cộng x lũy thứ 4 nhân vân vân, thầy chép lại xuống. Và mẫu số là 1 trừ x, viết lại. Thế bây giờ thì không lẽ là chúng ta cứ cứ làm hoài 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 như vậy thì lại không nên. Và chúng ta sẽ phải dừng lại ở đâu đó, qua đó chúng ta phải có một cái nhận xét cái quy luật của nó để chúng ta dùng một cái phép truy hồi để chúng truy chứng phép chứng minh quy nạp để mà chúng ta rút gọn lại. Thế thì trong cái phạm vi của cái ví dụ này thầy không muốn dài dòng. Thầy chỉ muốn dừng lại ở cái việc nhận xét cái quy luật của nó để đẩy nó đến công thức và để chứng minh sự đúng đắn của công thức đó thì các em có thể sử dụng cái phương pháp quy nạp để chúng ta làm. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta thấy quan sát kỹ chỗ này. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng cuối cùng rồi nó sẽ phải còn lại ở đây là 1 cộng 1 trừ cho 2x lũy thừa 2 lũy thừa n này. Nhân cho 1 cộng cho x lũy thừa 2n này. Đúng không? Cái nhân hoài thế nào cũng phải ra cái cuối cùng của nó sát gần với nó. Và cuối cùng rồi chúng ta lại thấy cái hàng đẳng thức nữa. A trừ B nhân A cộng B thì ra được A bình phương trừ B bình phương đó là 1 trừ cho x lũy thừa 2 lũy thừa n là cộng 1. Tất cả chia cho 1 trừ x. Và chúng ta để ý thấy chỗ này khi trị tuyệt đối của x bé hơn 1 và khi n là dần đến cộng vô cực thì lúc này cái chỗ này của chúng ta x lũy thừa 2 lũy thừa n là cộng 1 sẽ dần về 0 bởi vì trị tuyệt đối của x bé hơn 1. À mà chỗ này dần về 0 như vậy thì a của chúng ta còn lại 1 chia cho 1 trừ x. Thấy chưa nào? Thế bây giờ còn một ví dụ số 8 thầy gợi ý để như là một bài tập về nhà. Đó là thầy gợi ý cho các em như sau. Các em nhân tử vào mẫu cho 2 lũy thừa n nhân cho sin x chia cho 2n. Và đương nhiên là dưới mẫu nhân sao thì mẫu phải có như vậy. Và chúng ta cũng thu gọn lại thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái kết quả của ví dụ số 8. À, nếu mà chúng ta giải quyết không được thì bài sau thầy sẽ giải quyết tiếp cho các em. Thế bây giờ thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Thì hôm nay thì chấm dứt được cái phần giới hạn của hàm số. Cái bài tập thầy mới nêu thì nếu chúng ta không giải quyết được thì thầy sẽ hẹn với các em trong bữa học tiếp theo thầy sẽ giải ví dụ đó cho các em. Bây giờ thì hẹn gặp lại các em trong bữa học tiếp theo.